Công ty giải pháp nguồn nhân lực Adeco Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát về nguyện vọng nghề nghiệp của trẻ em tại Việt Nam, và theo đó nghề bác sĩ vẫn đang là lựa chọn hàng đầu, tương tự như kết quả nhận được ở Thái Lan. Trong cuộc khảo sát, khoảng 45% trẻ em muốn trở thành bác sĩ khi lớn lên, cho thấy các em bắt đầu suy nghĩ về lựa chọn nghề nghiệp cho mình từ rất sớm. Những em muốn trở thành bác sĩ kỳ vọng mức lương hàng tháng từ 1 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Các em khác mong muốn trở thành nhân viên cảnh sát, người của công chúng hoặc vận động viên. Đây là lần đầu tiên trong các lần khảo sát nghề nghiệp trẻ em của Adeco Việt Nam, đầu bếp trở thành một trong những nghề được lựa chọn nhiều nhất. Một số câu trả lời rất hài hước, nhưng mặt khác nhiều trẻ em cũng trả lời nghiêm túc rằng các em muốn giúp đỡ mọi người khi cần.